Chắc có thử con GT 140 rồi con. Không không năm chín. Chơi một chút thôi, chạy lâu nó không có làm mát gió nè, chạy ghe ghiền chơi một chút thôi. Lụm đâu có tem nữa. Lụm tem nó dán. Bán cáo dán ngược. Sao đây là tem chống hàng giả nhập khẩu luôn. Tem nhập khẩu luôn nha. Tem là hoàng nha. Tem nhập khẩu luôn nè, ngày nhập khẩu luôn á. Biết chỗ chưa chú? Biết chỗ chưa? Nó gỡ dây, nó gỡ móc rồi đó nha. Không không năm chín về kép sáu nè. Có 28 tháng. 18 tháng rồi. Vô tới cầu sư tử luôn hả? Cầu sư tử, trốn hùng rồi. Chủ chở trang bẹo vô đó. Nè chú, đi lại đi, nó trời mưa tới. Mưa là khỏi chừng máy luôn. Ngồi trên xe sao chừng.